anh nào đến với tôi là phải có nhà cửa ổn định. Ví dụ như mà chú nào mà ở trọ mà thương cô thật lòng, cô có chịu không? Ở trọ thì chắc cô không chịu, mà phải nhiều tuổi hơn cô. Thế bây giờ chú nào mà có nhà nhưng mà làm phụ hồ xe ôm bảo vệ mà thương cô đồng ý không? Nhưng mà phụ hồ xe ôm là cô không chịu hả? Vâng. Ngoại ơi, ngoại con mới đi làm ngoài ruộng vô mệt, con lướt mạng xã hội con thấy ngoại tiễn chồng cái con hết mệt luôn, con hết hồn luôn. Con nghĩ chắc ông ngoại mất rồi, bà ngoại mới lên đây bà ngoại tiễn chồng. Mà lên mạng xã hội này con biết ngoại tiễn rất là nhiều người xem, rồi ở ngoài chắc ngoại kiếm không có rồi ngoại mới lên trên này ngoại tiễn. Thôi con khuyên ngoại thôi ở vậy luôn đi, cho con cháu lo ngoại, người ít đỉnh lo cho ngoại. Chứ theo cái ý kiến của con á, nếu mà ngoại tiễn chồng á, ngoại hôm nay ngoại 72 rồi, ngoại kiếm ông ngoại lớn tuổi hơn nữa, cho dù ông ngoại 75, 76 gì về sống với ngoại được có mấy năm nữa đâu, người quéo rồi, rồi tội nghiệp bà ngoại nữa. Thôi ngoại ở vậy luôn đi. Chứ con biết lên đây thì rất là nhiều người xem, rất là nhiều ông ngoại xem. Mà con nghĩ điều kiện của bà ngoại đưa ra con thấy cao quá. Bây giờ miễn lớn tuổi hay nhỏ tuổi gì mà làm ra được cái đồng tiền thì hai vợ chồng sống cũng khỏe. Thôi để. Cho dù ông ngoại chạy xe ôm hay là ông ngoại làm bảo vệ, lương tháng cũng con nghĩ cũng tầm khoảng 5-6 triệu. Thì hai ông bà sống cũng khỏe, cho dù ở nhà trọ hay ở nhà cao sang, ở nhà như thế nào đi chăng nữa, miễn sao hạnh phúc được rồi ngoại. Chứ cuộc sống này con cũng không có, theo con nghĩ chắc cũng không có cần với ấy mà giàu có, hay là lương hưu một tháng 5-7 triệu, 10 triệu để đủ tài chính để lo cho ngoại. Miễn sao ngoại về còn sức khỏe, đi làm bảo vệ, phụ hồ, chạy xe ôm, hay là bán cốc can gian đường cũng có tiền lo cho ngoại. Hai ông bà sống gì cũng đủ rồi, bữa cơm, bữa cháo, bữa rau rồi cũng no, miễn sao hai ông bà hạnh phúc được. Sống ở bên nhau để chọn cuộc đời, để cuối đời hưởng được cái tuổi già có bầu bạn với nhau. Chứ con nghĩ bà ngoại lên đây á, mà bà ngoại đưa ra cái tiêu chuẩn quá trời cao luôn, con nghĩ con sợ không có ông ngoại nào đáp ứng được bà ngoại đâu. Bà ngoại giờ 72 rồi, con nghĩ sống được nhiều thanh xuân nữa đâu, cũng đã lớn tuổi rồi. Thôi ngoại ơi, điều kiện thấp cho ông, có ông ngoại mà dự tiễn với. Chứ điều kiện mà ngoại đưa ra kiểu này, con đi làm ruộng vô, con nhổ ba cỏ vô, tự nhiên con thấy con hết mệt luôn. Vậy nghe, con chúc bà ngoại sớm tìm được ông ngoại nghe.